đinh vít sắc nhọn trong bụng bé gái 2 tuổi. Nhờ phát hiện kịp thời của gia đình, cháu bé 2 tuổi được đưa đến bệnh viện gấp đinh vít sắc nhọn trong bụng khi chưa gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Sáng ngày 14 tháng 12, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết đã gấp thành công dị vật là chiếc đinh vít sắc nhọn trong đường tiêu hóa của bé gái 2 tuổi. Bé gái nhập viện vào tối ngày 12 tháng 12 do gia đình nghi ngờ cháu nuốt phải một chiếc đinh vít khi chơi ở nhà hàng xóm. Theo gia đình, bé không có biểu hiện bất thường gì ngoài việc người hàng xóm tìm không thấy chiếc đinh vít ở nơi cháu chơi. Từ mô tả của gia đình, bệnh viện đã cho chụp X-quang, phát hiện dị vật là chiếc đinh vít sắc nhọn dài 2cm đang trong dạ dày của cháu bé. Bác sĩ đã tiến hành gây mê nội soi đường tiêu hóa để gấp dị vật. Hiện tại, bệnh nhi đang được theo dõi tiếp tục tại khoa cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Các bác sĩ đánh giá chiếc đinh vít sắc nhọn trong đường tiêu hóa nếu không loại bỏ kịp thời có thể đâm thủng thành ruột dạ dày, gây tổn thương nhiều vị trí khi di chuyển trong cơ thể bệnh nhi. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh, người trông trẻ cần hết sức chú ý, không nên để các bé chơi gần các loại đồ vật có kích thước nhỏ, bởi trẻ con hiếu động dễ ngậm vào miệng rồi nuốt dị vật. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.